Thì đây là cái món lẩu tay heo rừng xào sả ớt xào lăn, rất là đơn giản thôi. Mình cho thêm một chút cái bột nghệ vào cho màu sắc nó hấp dẫn, món ăn cũng thêm phần ngon miệng. Đây, những cái miếng lẩu tay heo này, đó, rất là ngon luôn, giòn sần sật, thấm vị, ăn rất là thích. Làm cái mồi nhậu lai dai hay ăn cơm cũng đều được. Mọi người trông có ngon miệng không ạ? Vào bếp cùng mình cho vui mọi người nhé. Hello mọi người nhé. Thì hôm nay mình có một cái lẩu tay heo này. Đây là tay heo rừng cho nên là nó nhỏ nhỏ như thế này đó mọi người. Đó, mình sẽ đem đi xào lăn, xào sả ớt, ăn rất là ngon miệng luôn. Mời mọi người xem mình làm cái món ăn này nhé. Let's go nào. Đây thì mình chuẩn bị một cái nồi này, mình cho sả vào đây và cho nước vào nhé. Đó, mình băm cái cây sả vào để cho nước nó thơm đó mọi người. Mình cho thêm một thìa cái muối hạt này. Mình sẽ đun cái nước này cho nó sôi lên, mình sẽ trụng qua cái phần tai heo này cho nó thơm ngon. Này, nước nó sôi như thế này mình sẽ cho cái tai heo vào mình trụng qua nhé. Đây, tai heo đây, cho vào. Mình cho vào mình trụng qua cái nước sả với muối hạt như thế này cho nó hết cái mùi hôi cho nó thơm ngon. Mình trụng qua vài phút rồi mình sẽ vớt ra, mình đem đi cạo rửa lại cho nó sạch sẽ đi, rồi mình thái cái miếng vừa ăn, mình đem xào sả ớt xào lăn rất là ngon miệng luôn đó mọi người. Đây, cái tai heo rừng nó bé bé thế này. Đó, cho nên là mình lấy thêm một miếng, cái này là cái má giáp với lại gốc tai heo. Rồi ok, mình trụng qua như vậy là được, mình sẽ vớt ra nhé. Vớt ra để cạo rửa lại cho nó sạch đi. Cái phần lỗ tai heo mình đã trụng qua nước sôi và vớt ra, rửa cạo sạch đi. Sau đấy ra miếng nhỏ vừa ăn này. Đó, cái phần sả thì mình cũng thái mỏng ra như thế này. Ớt mình cũng thái ra. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi ướp cái phần lỗ tai heo này nhé. Ướp qua đi để mình xào cho nó ngon. Mình cho vào đây một chút cái bột nghệ này. Cho một ít cái muối ăn này. Cho một ít bột ngọt nhé. Rồi mình sẽ trộn đều đi nhé, trộn đều cho nó thấm gia vị một lát. Đấy, ướp một lát cho nó thấm gia vị đây, là mình đem đi xào sả ớt xào lăn, đảm bảo là ăn rất là ngon luôn. Rồi mình sẽ để đây mình ướp một lát nhé. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vào cái chảo này để mình xào đấy mọi người ơi. Đây, rồi mình sẽ cho sả vào này. Đấy, cho ớt luôn nhé. Mình sẽ phi thơm cái sả ớt này lên. Đấy, phi cho nó thơm phức luôn. Sả thì mình chỉ cần thái mỏng vát như thế này. Thái vát mỏng như vậy. Không có bằm nhuyễn mọi người nhé. Đấy, thái mỏng như vậy thôi. Ớt mình cũng thái vát như vậy. Đấy, rất là thơm luôn, hết sức là thơm, thơm nức mũi luôn mọi người ơi. Đó, mình sẽ cho cái phần lỗ tai heo đã ướp lúc nãy vào này. Ướp với một chút cái bột nghệ cho nó thơm, màu sắc hấp dẫn. Mình cho vào, mình xào đều tay. Xào lăn, xào sả ớt đơn giản như vậy thôi. Này, làm cái món tai heo rừng xào sả ớt xào lăn
mình cho một chút cái bột nghệ vào cho màu sắc nó hấp dẫn này, mà món ăn nó cũng thơm ngon lắm mọi người. Đây, kết hợp giữa sả ớt với lại bột nghệ đảm bảo là cái món tai heo xào kiểu này nó thơm ngon hết ý luôn. À, mình xào đều tay cho nó chín đều, nó thấm đều gia vị nó ngon. Đây, những cái miếng tai heo rừng nó nhỏ nhỏ thế này mình làm cái món xào đơn giản này, ăn cơm cũng ngon mà làm cái mồi nhậu cũng ok. Đào xào, xào qua xào lại, xào đều tay này. Rất là thơm luôn mọi người. Mùi thơm của sả ớt tuyệt vời luôn. Thơm ngon hết ý luôn. Đây, mình xào gần được này, mình sẽ nêm một chút cái nước mắm vào cho nó thơm ngon mọi người nhé. Này, cho thêm một thìa nước mắm vào cho nó thơm ngon thấm vị. Này, mình xào ăn với cơm cho nên là mình cho thêm một chút nước mắm vào như vậy. Đó là mình sẽ xào một lát nữa là được thôi. Rất là thơm ngon luôn. Thơm lắm mọi người ạ. Đó, cho thìa nước mắm vào, mình xào đều tay một lát là tắt bếp được. Cho ra đĩa là có ngay cái món tai heo rừng xào sả ớt, rất là thơm ngon luôn. Đây rồi, ok. Để mình tắt bếp mọi người nhé. Xào như vậy là được, vô cùng là ngon miệng hấp dẫn luôn. Đây mình cho ít cái lát ớt này, cho ít lát ớt lên trên, xào sả ớt, trang trí một chút cái miếng ớt vào như vậy. Đó, có ngay một cái đĩa lẩu tai heo rừng xào sả ớt xào lăn, rất là ngon miệng luôn. Mọi người trông có hấp dẫn không ạ? Đó, rất là ngon lành nhá. Tai heo ăn rất là thơm ngon, giòn sần sật luôn. Rất là thích, làm cái món nhậu hay ăn cơm cũng đều được. Đơn giản, nhanh chóng, gọn lẹ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau ạ.